Ngày 2 tháng 9, tại quảng trường Hồ Tân An, Ủy ban Nhân dân huyện Rông Bách đã tổ chức lễ chào cờ, đồng diên áo dài và trang phục các dân tộc. Đây là một trong 12 hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Rông Bách lần thứ 2 năm 2024, đồng thời là hoạt động ý nghĩa của 35 dân tộc anh em trên địa bàn huyện mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới và vui Tết độc lập nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2024. Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm xúc động, hàng ngàn cán bộ, người dân và du khách đã thực hiện nghi lễ chào cờ. Lễ chào cờ thể hiện và lan tỏa lòng tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc cùng lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của quân và dân ta, các thế hệ cha anh đi trước vì nền hòa bình, tự do, độc lập dân tộc. Sau lễ chào cờ, hơn 2.500 hội viên phụ nữ, giáo viên, đoàn viên thanh niên tại địa phương đã đồng diện áo dài và trang phục truyền thống trên nền nhạc các ca khúc Đến với con người Việt Nam tôi, Rông Bách khát vọng vươn lên. Hoạt động này giúp lan tỏa các giá trị truyền thống áo dài, di sản văn hóa Việt Nam và giữ gìn bản sắc văn hóa, trang phục các dân tộc, đồng thời phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống người Việt Nam. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Rông Bách đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định xác lập kỷ lục sở hữu con rồng dài nhất Việt Nam tại lễ hội sầu riêng Rông Bách lần thứ 2 năm 2024. Con rồng dài 120m thiết kế trong 3 tháng. Tham gia biểu diễn con rồng có 63 thanh niên thuộc 49 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Con rồng còn là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024.